야, 목공을 까? 오사사고고고고고 떨어지 아. Và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Mr. V đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái video mini wonder của Bitcoin trời đó. Ok, và tất nhiên rồi, trước khi bắt đầu video này các bạn fan chân chính biết phải làm gì thế nào. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một subscribe cũng như qua channel của Timmy TV và Phong Cận TV nha. Và mình bật mí một chút xíu này, sắp tới sẽ có một thành viên nữa cũng là Timmy cùng với team mình nha. Thì mình chỉ nói vậy thôi, các bạn đoán xem đấy là ai nha. Còn bây giờ chúng ta còn 5 giây để thực hiện cái điều này. 5 4 3 2 1. Ok, và cảm ơn tất cả bạn nào đã làm cái điều đấy sau 5 giây đầu tiên. Nếu mà bạn, nếu bạn nào mà đã like rồi và muốn nhận team từ Mr. V thì các bạn nhớ để lại cái comment phím số 4 nha. Hôm nay là số 4 nha. Ở bên dưới phần bình luận game của mình nha, thì mình sẽ thả tin cho các bạn nha. Ok, và các bạn ơi, hôm nay mình có một cái này mới, mình chỉ muốn cho các bạn xem này. Ten 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 ten. Ta da, các bạn thấy không? Đây chính là một cái hòm thư. Mình đã thiết kế cái hòm thư này để mình nhận những cái thư đề nghị làm các cái video mà các bạn thích nha. Các bạn nhớ để lại comment thì comment của bạn sẽ được, những comment nào hay nhất sẽ được chuyển vào hòm thư này nha. Ok, và hôm nay mình sẽ lục cái hòm thư này xem hôm nay là có bạn nào gửi yêu cầu cho mình không nha. Ok, mình sẽ ở đây cho nhiều thư quá, mình sẽ lấy một cái lá thư đầu tiên đi. Em chào anh Mr. V đẹp trai. Em tên là Tuấn Minh và em muốn làm video về cắm trại trên đảo hoang. Cái gì ấy, ba sấm gì ấy? Chắc là mong anh sẽ thực hiện hay sao á. Cảm ơn anh. Ok, thì bạn Tuấn Minh, bạn đã gửi một cái lá thư yêu cầu cho mình về cắm trại trên đảo hoang. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là đi tìm Phong Cận TV và Timmy TV để rủ hai người bạn của mình đi thực hiện cái mong muốn của bạn Tuấn Minh này, là mình sẽ đi cắm trại trên đảo hoang những bạn. Ok, mình sẽ qua mình rủ Timmy trước đi. Timmy đâu ơi? Timmy tại có này ai cần Timmy. Ai biết đâu phải là tắm trời, không biết. Đứng lại, nghe tôi nói đây là tôi muốn rửa bà đi chơi. Ai biết được, biết đâu bà trong đấy bà đang rửa mặt thì sao, ai biết đâu bà tắm. Bây giờ nè, hôm nay là đi cắm trại trời ơi. Đi không? Cắm trại ngoài đảo hoang. Đi không? Không đi tôi qua chủ Phong Cận đi này. Tên 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 tên. Đi cái thứ ra mùi. Qua chủ Phong Cận. Đứng lại. Ờ, dạ. Dạ. Ủa? Ê. Siêu nhân này. Cái gì siêu nhân này? Anh chính là siêu nhân. Một là mày xuống, hai là lấy đá chọn đó, lấy đá chọn. Tìm đi. Lấy đá chọn nát họa mi của Phong. Xuống. Ok, tôi không xuống thôi, anh em đi cắm trại mình thôi. Tiếp đi ơi, tôi với bà đi cắm trại đi. Đi đâu cơ? Trời ơi, nhìn nó đáp kìa, nó đáp kìa, chết tôi rồi. Phóng ơi, đây, đi cắm trại nè. Cái máy bị hết hơi rồi. Thôi, đi. Hôm nay anh muốn chủ Phong đi, hôm nay là hôm nay đi cắm trại. Cắm trại hả? Cắm trại ngoài đảo hoang. Đi cắm trại ngoài. Ủa, mà có được gì không? Cắm trại có đâm anh có mấy hai đồ ăn ngon gì không? Trời ơi. Cắm trại cho nó, cắm trại tầm lum la. Cắm trại ngoài đảo hoang nè, đi phiêu lưu nè, đi không? Lấy đồ đi cắm trại liền vào luôn. Các bạn fan của mình đang rất thích cắm trại ngoài đảo hoang nha. Bạn nào mà thích những cái video về cắm trại thì nhớ để lại comment phím số 1 nha. Ok, đi vào lấy đồ đi, chuẩn bị đồ để đi cắm trại nè. Ok, đủ rồi nè trời. Ok, đi ơi, bây giờ mình sẽ lắp cái tên lửa, gắn tên lửa cho mông tim đi. Gắn tên lửa cho mông, bay. Đó. Bay lên. Tôi mới tìm được một cái hòn đảo quanh đây nè. Trời ơi, đây là hòn đảo ngày này. Đi cùng tôi. Hãy bước cùng tôi. We are super hero. Đi. Đâu rồi? Super hero. Hero gì mà bay? Bay sai đâu ra. Đây. Đi đường này. Tôi vừa mới tìm một cái đảo hoang. Trời ơi, hết xăng. No. Hết nhiên liệu rồi. No. Lên tiếp. Đó. Đây, ngoài này sắp tới rồi. Đây à. Đó. Ngoài này nè. Hả? Mấy cái liền mà. Trời ơi, có mấy cái liền mà, nó bơi đây đi. Bơi đây, cho Phong Cận bơi đây đi. Thiệt chứ. Chuẩn bị không đầy đủ. Ủa chứ không. Đúng rồi, hay hay. Đây à, tôi xin giới thiệu nè. Bây giờ cái hòn đảo này là nó hòn đảo mới nè. Tôi mới tìm ra luôn, tôi là người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này luôn á. Đâu nhìn thấy không? Hoang sơ luôn trời. Bao nhiêu cỏ. Toàn là cỏ không. Thì cái đảo này mới là đảo hoang. Các bạn yêu cầu được cắm trại đến đảo hoang mà. Chúng ta sẽ không đập đá nữa, chúng ta đập cỏ các bạn
Đúng rồi, chúng ta phải đi đập cỏ. Đó, con trai cưng của mẹ thích cắn cỏ hút kia. Trời ơi, trời. Tính ra đi cắm trại thôi mà dọn hết cái đống cỏ đó chắc cũng hết đến cả buổi tối luôn rồi, không kịp sấy. Thì dọn cho nó rộng rộng thôi, xong rồi tí nữa thì mình xong thì mình sẽ gọi là cắm trại trên cái nền này luôn, có gì đâu. Trời ơi, đúng hoa thơm cỏ dại này. Đó. Nè, mai mốt mà người rủ là người đó phải dọn đó nha. Trời ơi, bạn bè phải giúp nhau chứ bộ. Trời, xong chưa? Dịch. Không có, đảo này mới toanh luôn. Trời, một mình tôi đặt chân lên đây luôn, chắc chắn luôn. Ủa vậy cái bảng này đứa nào đặt vô? Bảng gì? Nè, ủa? Đây. Cái gì mà đảo người cái à? Thôi đập đi, cái chỗ này là của mình rồi, đập luôn, không biết. Chỗ này của mình rồi, mình xí rồi. Đó, bây giờ bả cây đó đi, tôi cây này, Phong cây kia. Rồi, ok, tôi cây này đúng không? Mọi người có... Cây nhà đúng không? À! Ôi chưa, cắn nhở nhầm tên lửa của mốc rồi. Nè, bây giờ mình sẽ phải chặt cây. Thực ra là cái cỏ dại lúc nãy á, nó chỉ là cái cỏ bình thường thôi, nhưng mà nó có ý của nó hết á. Tức là bây giờ xem ai sẽ tận dụng cái cỏ. Mày chặt cái cây này tao mày. Nhớ quá. Bây giờ mình sẽ phải sử dụng cái cỏ này để mình trang trí nhà, xem ai nhà nào trông nó hoang dã rồi, chung nó hoang sơ mà nó vẫn đẹp hơn nha. Ai lười chọn cỏ thì không có hoa để trang trí. Trời ơi, tính cãi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái lều để chúng mình này, ai là người trang trí hoa thơm cỏ dại đẹp nhất thì lều đấy của người sẽ là lều chiến thắng nha. Các bạn nếu mà thấy lều của mình đẹp thì để số 1 này, lều của Phong đẹp thì để số 2 và lều của Timmy thì không để lại số nào nha. Ok, cảm ơn các bạn. Đó, số 4 là số nãy live video của tôi rồi, không liên quan. Đó, Timmy cho tôi mượn lại cái máy cưa. Là máy cưa gì à? Nè. Ủa, Phong xây gì à? Xây lều. Lều gì mà to như cái lều đài vậy? Thì cái lều đây là cái lều đài chứ cái lều gì? Tào lao. Là lều ăn nhiều á. Trời ơi, nó xây này xong không biết nó đủ gạch để nó xây hết cái lều đó không nữa. Không thể tin nổi. Bây giờ nè, Phong đang tập trung xây cái lều đài ở Phong rồi. Thì bây giờ tôi và bà sẽ đi bắt cá nha. Bây giờ chúng ta lấy vợ ra, bà con lại có lấy vợ không? Ok, giờ đi bắt cá đi Bi. Trời ơi, quá trời đất cá luôn các bạn ơi. Ôi, nhiều không? Nhiều cá quá, đi bắt Timmy, bắt cho cả Phong cận luôn. Đó, okay. Một con ca vàng kìa, con ca vàng. Giá màu xanh nè, đập bể đầu đó. Okay. Đúng rồi, đập bể đầu con cá màu xanh đi bài. Đó. Không được nha. Đập bể đầu con cá màu xanh nè. Màu xanh để đập lại. Bể đầu con màu xanh nè, mày màu xanh nè. Ôi, mày màu xanh. Trời ơi, Timmy, tôi bắt được cả con cá, tôi bắt được cả con cá mà nó phát sáng luôn á. Cái con cá có cái đèn trên đầu á. Đây nó cắn nét đất ông luôn. Cắn nét mông luôn. Trời ơi, ghê à. Ok, bây giờ các bạn ơi, mình sẽ đi bắt thêm cá nha. Ồ, ôi, cá thở ơi, no, tôi thấy nó xì. Dê ngu. Ai biểu dám đòi bắt đánh cá màu hồng chi. Bà bắt được mấy con rồi, tôi bắt được 5 con rồi. Ôi, tới đây, xây nhà tới đây có gì đâu, bàn tán dữ à. Tôi đang được 4 con cá nướng này, Timmy được mấy con rồi? À, tôi được 7 con. Ồ, nhiều ơi ha. Trời, tối rồi, tôi có đồ ăn chưa này, Phong ơi, qua chia ít cá nè. À, đang xây nhà, sắp xong rồi, xây không xong lấy cá thôi, cho chết đói, cho chết đói luôn. Thôi ăn thịt vịt à. Trời ơi, xây thì thôi. Thôi xây xong rồi, như đây nó xong rồi nè. Ok rồi, cắm luôn rồi, đẹp đúng đẹp luôn rồi. Tối rồi, đi ngủ đi. Trời ơi, đi ngủ đi, trời ơi, tối rồi, bây giờ thức ăn nó chia hết rồi nha. Cơm ai người đi ăn nha. Trời ơi, cái gì vậy trời. Ô, tí gì vậy. Ui, một con người cá. Ô, sao cô tới đây làm chi vậy. Cái gì? Tới đây hả? Làm gì hả? Đây là đảo của người cá. Người cá chúng ta đã chiếm cái hòn đảo này rồi. Tại sao các ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của ta? Ồ, gì mà kìa? Sao lại nói đây là đảo của người cá cái gì? Đảo này đảo hoang mà tôi nói rằng tôi tìm thấy nó từ khi nó còn bao nhiêu cỏ dại ở đây, tôi phải đi chọn cỏ rồi. Tôi mới làm được cái xây lều, tôi xây nhà ở đây ở. Tại sao nói là nhà của cô vậy? Đây là hòn đảo của người cá chúng ta. Các ngươi không được xâm phạm, bởi vì nếu các ngươi xâm phạm vào đây thì tức là các ngươi không coi trọng người cá chúng ta. Và người cá chúng ta có quy tắc rằng là không bao giờ cho người khác xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Ta yêu cầu các ngươi cút khỏi đây ngay bây giờ. Ủa, sao tự nhiên lại là bắt tôi vô à? Bây giờ tôi không đi. Đây là nhà tôi rồi, tôi đang rủ mọi người đi cắm trại rồi. Tại sao lại bắt tôi đi à? Không đi. Ngươi không đi hả? Không đi thì được rồi. Chị em đâu? Đến đây xé xác tụi này ra cho tôi. Ủa, sao lại tôi à? Ủa, đâu, để tôi chém bông về, đâu. Ôi, cái gì mà ồ mày ơi. Mày, người cá người đàm bà kia, ra đây Timmy ơi. Gái đẹp, nhiều quá vậy. Gái nó cứ kỳ ra, giết đi Phong, giết tao đi, nó đánh mình đó. Ủa, giết tao. Mày hả? Nó đánh mình còn bốc cháy luôn á, coi chừng á. Mày, ủa, nó là người cá mà sao đánh mình bốc cháy được ghê vậy? Ai biết trời ơi, chém bông tôi rồi, đâu. Ra biển đi con. Rồi, mày đánh tao
người cá mày đâu mày, giết nó, giết nó, giết nó, giết nó, giết nó, chém bông, chém bông tôi tiếp rồi, trời ơi, vô cực kiếm, chúng ta sẽ, hey, nó đánh mình đau quá trời đất rồi, giết nó, giết nó, là mình bị cháy mới đâu chứ. Trời ơi, nó ném cho mình cái bóng gì mà mình cháy á, chơi bê bóng này rồi. Xuống nước đi, xuống nước đi, đánh nó đi, 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 trời ơi, ném mình kê, ném mình kê, ném mình kê. Trời ơi, trời, nó thấy cái lâu đài tôi đẹp á, tới nó coi á, trời ơi trời. Có khi nào, có khi nào thấy lâu đài Phong đẹp á, chủ động muốn chiếu không ta? Á, trái mông. Đây, 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 nó trời. Trời ơi, ơi. Đây mà chết luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, nó đông quá, nó đông quá trời. Trời đông đông. Tại sao quá trời vậy, vậy mà ông nói là không có ai chinh hồn. Ai biết trời, bơi 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 Phong ơi, rút 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 Phong ơi, không đánh nữa, không đánh nữa. Đi đi đi. Này hãy muốn chiếm hòn đảo của tao. Rút rút Phong ơi, đi đi đi, bơi 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 chơi chơi. Bọn nó đánh nhau kìa. Kệ chúng nó đi trời đất ơi, chúng nó đánh nhau, chúng nó giết nhau thì kệ chúng nó đi trời. Ai biết đâu trời, biết đâu cái đảo này là đảo 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 hoang như ai trời. Về một lũ người cá luôn kìa. Quá trời đất luôn. Vậy anh hỏi tôi cái. Mà đâu phải tại tôi đâu. Tại tại Phong ai bảo Phong xây cái nhà đẹp làm chi, chúng nó thèm chúng nó bắt chước rồi chúng nó qua chúng nó chiếm luôn mình sao? Thôi. Ôi vô duyên, mình xây nhà đẹp nó có tội, đẹp 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 có gì đâu có tội trời. Mệt quá trời đất ơi. Đi 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 cắm trại gì mà đánh nhau bọn cá đúng 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 mệt luôn đó. Bà Tim ơi, bà nghĩ sao bà lấy pháo hoa bà bay về hành tinh của bà luôn à. Thôi bà đi luôn đi. Rồi, ok. Thôi, có lẽ là mình dừng buổi cắm trại ở đây thôi. Ok, và cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nha. Thì không ngờ hôm nay mình và Phong Cận và Timmy đã đi tìm cái đảo hoang, không ngờ là tìm chung cái đảo người cá đúng xui rồi. Trời ơi, lần sau trước khi thực hiện thử thách của các bạn thì mình sẽ phải xem xét kỹ lại quá. Ok, và bạn nào muốn mình các thực hiện các thử thách khác thì bạn nhớ gửi để lại comment xuống dưới nha. Những comment hay hết, hay nhất sẽ được chuyển về hòm thư của mình và mình sẽ đọc và sẽ thực hiện nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Và nhớ là để lại comment phim số 4 nếu bạn muốn là mình làm tiếp các video về cắm trại nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.